Xin chào mọi người, mình là Nobita-kun đây. Các bạn đã xem movie mới nhất của Doraemon chưa nhỉ? Sẽ có nhiều bạn coi rồi nhưng cũng có nhiều bạn chưa coi và hãy cùng mình cảm nhận về từng nhân vật trong phim nhé. Doraemon, tất nhiên chú mèo máy của chúng ta luôn sử dụng bảo bối chính xác. Nhưng mèo ú đôi lúc cũng có những sai sót về bảo bối của mình. Ví dụ như cậu sử dụng sơn tàng hình nhưng chính cậu cũng quên mất rằng nó chỉ có thời hạn là 4 giờ. Dẫu có sai sót nhưng cậu vẫn là đầu tàu của nhóm bạn với những lời nói và hành động của mình trong phim. Nobita, tính tình hậu đậu, vụng về đã được thể hiện ngay từ đầu phim. Cậu phải nhờ Doraemon mới có thể vào nhóm làm phim của Sanel. Nhưng Nobita luôn có một nét đặc biệt về tình cảm. Cậu luôn động viên Pappy mỗi lúc buồn, luôn coi bạn bè là trên hết. Trong phim đã có không ít lần cậu liều lĩnh vì những người bạn của mình. Hình ảnh đẹp nhất có lẽ là đoạn cưới Pappy và sau đó trở lại nguyên dạng. Shizuka, cô gái trong nhóm bạn khi lần đầu gặp Barbie thì tỏ ra vô cùng thích thú với Barbie. Shizuka với sở thích là tắm và cô ước mơ được tắm với sữa tươi trong ngôi nhà tí hon nhưng cô vô tình bị băng đảng PCA phát hiện và bị bắt đi làm con tin. Trong phim, người ta sẽ khó mà tin được một cô gái lại xông pha giữa vũ trụ rộng lớn đầy nguy hiểm nhưng đó là sự thật. Shizuka đã không ngại ngần nguy hiểm và cô không chịu khuất phục trước những tên độc tài vũ trụ. Chaean, sự mạnh mẽ, không biết sợ đối thủ là những hình ảnh không thể thiếu của Chaean. Trong phim khi có những cảnh chiến đấu thì Chaean luôn tỏ ra đầy tự tin, đó là thứ mà nhóm bạn rất cần ở mập lùi rốn. Khi theo dõi phim thì cậu đã nói sau khi mà nhóm bạn cứu được Barbie và Shizuka khỏi tay PCA là không cần biết người ở hành tinh Pirika của cậu ra sao nhưng người trái đất không bao giờ bỏ mặc bạn bè làm mình rất cảm kích cậu mập này. Suneo, mỏ nhọn lần này thật sự là một thiên tài, mình phải dùng từ ngữ đó để miêu tả cậu. Với sự trợ giúp của Doraemon thì Suneo đã chế tạo ra những chiến hạm cực mạnh theo hình dạng xe tăng, mạnh tới nổi càn quét hàng nghìn chiến hạm không người lái của quân PCA. Với những chiến hạm của cậu thì nhóm bạn đã chiến đấu một cách dễ dàng trước kẻ địch. Tuy nhiên, Suneo với tính tình nhát gan thì cậu đã chạy trốn trong vài khoảnh khắc của phim, nhưng sau tất cả cậu vẫn hiên ngang chiến đấu trước PCA. Baby, tổng thống của hành tinh Pirika được nâng tầm so với bản cũ. Dù chỉ bằng tuổi với nhóm Nobita nhưng cậu luôn có tinh thần trách nhiệm cao và không muốn mình làm ảnh hưởng đến ai. Trong phim ta sẽ thấy rằng Barbie chưa bao giờ nói dối dù là chuyện lớn hay nhỏ, cho thấy cậu xứng đáng là một tổng thống của một hành tinh. Có những khoảnh khắc trong phim khá thú vị khi cậu nhầm lẫn Shizuka với chị gái của mình là Pina khi cả hai rất giống nhau. Locoloco, chú cún của Barbie là một chú cún thông minh, đặc biệt nó rất mến cậu chủ Barbie của mình. Locoloco đã dẫn đường cho nhóm Nobita trong lúc nhóm đến hành tinh Pirika nhằm cứu Baby. Có những lúc, Locoloco một khi đã nói thì nói không ngừng nghỉ. Chính tật xấu đó của cậu đã trì hoãn khá lâu thời gian hành quyết của quân PCA, góp công giúp nhóm Nobita trở lại nguyên dạng kịp thời. Pina, chị gái của Barbie không có nhiều đất diễn trong phim. Cô luôn tự hào về Barbie vì sự tài giỏi của người em của mình và Barbie cũng rất yêu quý cô. Phải đến cuối phim, khi mà hành tinh Pirika hòa bình thì cô và Barbie mới có những giây phút tâm sự với nhau và khiến người xem cảm động về tình chị em. Doracolu, tổng tư lệnh của PCA cho thấy sự thông minh, nhạy bén, quyết đoán trong từng quyết định của mình. Hắn là trở ngại lớn nhất của Nobita và những người bạn trong cuộc chiến này. Hắn rất lọc lõi khi biết được những việc từ ý định giả sao băng của Doraemon hay việc tàng hình để đòi lại đèn pin thu nhỏ của nhóm Nobita. Hơn thế nữa, hắn cũng biết cách đối phó với chiến hạm của Suneo khi Suneo và Shizuka đến Pirika. Đây là nhân vật mình cảm thấy rất ấn tượng và là một đối trọng khó khăn với nhóm Nobita. Geomon, tên tướng quân độc tài với ý định lấy đi chức vụ tổng thống của Barbie nhưng người Pirika không hài lòng về điều đó. Hắn thiếu tin tưởng với những người bên phe hắn và tin tưởng máy móc hơn là con người. Nếu nói chính xác thì Geomo chính là người cầm chức vụ cao nhất phe phản diện. Hắn cũng sở hữu đội quân PCA vô cùng hùng mạnh, chỉ thất bại khi nhóm Nobita trở lại nguyên dạng cùng cuộc nổi dậy của người dân Pirika. Đó là cảm nhận thật sự của mình về những nhân vật trong phim Nobita và cuộc chiến tranh ở vũ trụ Tí Hon 2021. Kịch bản cũng có phần thay đổi nhằm mới mẻ hơn giúp người xem cảm thấy lạ lẫm so với bản cũ. Với mình thì đây là bộ phim rất hay, giàu cảm xúc, nâng cao sức mạnh tình bạn, tinh thần đoàn kết của nhóm bạn Nobita. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại!